Ngày vàng phát tài lớn nhất kỷ Hợi 1959 trời ban lộc lớn tiền về ngút trời trong vài ngày tới. Hoan hỉ chào đón sự hiện diện của quý vị khán thính giả trong video bói mệnh 7 ngày tới mới nhất trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Quý vị thân mến ạ, à, lòng tham nổi lên con người sẽ chìm đắm trong dục sới, lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn được lòng tham, sẵn sàng làm tất cả những chuyện xấu xa, đồi bại nhất để đạt được mục đích mà lòng tham thì vô đáy không có điểm dừng, đạt được cái này rồi lại muốn cái kia, nên con người lúc nào cũng vất vả, bôn ba vì những thứ mà chưa chắc đã thực sự có ý nghĩa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tử vi của mệnh chủ tuổi kỳ hợi để luận giải xem 7 ngày tới này, vận số của những chú heo sẽ biến động lớn ra sao và may rủi thế nào. Quý vị hãy like và theo dõi kênh để cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Ngày vàng phát tài lớn nhất kỷ hợi 1959 trời ban lộc lớn, tiền về ngút trời trong 7 ngày tới. Theo dõi tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp, tuổi kỷ hợi trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Bạn ưu tiên những gì an toàn, không thích tranh đấu vì nhận ra rằng việc này chỉ khiến cuộc sống của mình thêm nhiều mệt mỏi căng thẳng nhưng tiền bạc cũng chẳng tăng tiến. Suy ở mệnh càng khiến bản mệnh có xu hướng an phận, thiếu đi sự quyết tâm trong công việc có thể đó là nguyên nhân khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vì cho rằng mình cố gắng cũng chẳng ích gì có thể thấy với tình hình kinh tế đang đi xuống thì công việc bấp bênh thậm chí nhiều người làm kinh doanh không có khách hàng mới khách hàng cũ thì cứ trì hoãn không muốn trả tiền để tránh lạc hướng thì lời khuyên cho tuổi kỷ hợi thời gian này đó là dành thời gian để đọc sách học thêm các kỹ năng mới để cải thiện bản thân khi bạn nâng cấp bản thân thì cơ hội mới mở ra cho bạn. Trong khi chuyện sự nghiệp có phần chững lại thì bù lại. Thái dương cát tinh mang lại những mối quan hệ tốt đẹp cải thiện cuộc sống tẻ nhạt của bản mệnh. Tình cảm vợ chồng thời gian này cũng có nhiều cải thiện khi bạn tỏ ra trân trọng những gì người ấy làm cho mình. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi kỷ hợi từ vi 7 ngày tới tuổi kỳ hợi âm lịch cho thấy, phương diện sự nghiệp của con giáp tuy chưa có gì gọi là bùng nổ hay thành công ngoài mong đợi, thế nhưng hiện tại có nhiều khởi sắc tiến triển tốt hơn so với 7 ngày trước. Nhìn chung bản mệnh đã có nỗ lực và kết quả công việc đã có thay đổi. Có thể cách thức của bạn không đủ nhanh như người khác, nhưng bạn cảm thấy hài lòng với cách mình đã làm. Thế nên nếu ai đó có chỉ trích hay chê bai, hoặc mang bạn ra so sánh thì cũng đừng buồn phiền. May mắn là có Thái Dương Cát Tinh phụ trợ, nên có những khó khăn của tuổi kỳ hợi trong 7 ngày tới mới cũng lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự ổn định, cân bằng mà bạn mong muốn. Càng về cuối vận trình, bạn sẽ càng bớt đi sự trông tranh, tìm được hướng đi, hướng phát triển cho lĩnh vực của mình mà không bị phụ thuộc quá vào ngoại cảnh. 2 tử vi tài lộc tử vi tài lộc tuổi kỷ hợi trong 7 ngày tới có thương quan có thể gây mất mát tiền bạc cho bản mệnh bất cứ lúc nào do đó không nên lơi là chủ quan mỗi khi đi ra đường nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền nên ưu tiên để tiền trong thẻ ngoài ra đừng lựa chọn trang phục đắt tiền kẻo gây chú ý với những kẻ gian đừng để công sức bạn để dành tiền suốt thời gian qua chỉ vì một chút bất cẩn mà mất hết nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc để đảm bảo an toàn cho mình. Ngoài ra vì tài chính chưa gia tăng được như mong muốn thì cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả món đồ rẻ hay giảm giá nếu bạn mua nhiều cũng sẽ ngốn một khoảng tiền lớn đấy nhé. 3. Tử vi gia đạo Xem tử vi cho thấy 7 ngày tới này nên thận trọng, đừng để những cám dỗ lôi kéo khiến bạn sau này cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đang có. 4. Tử vi sức khỏe Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp âm lịch, tuổi kỷ hợi cũng cần lưu tâm hơn tới sức khỏe. Thiên nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong 7 ngày tới đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này ngoài ra người tuổi kỷ hợi cũng nên hạn chế uống rượu bia chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn nữa khẩu quyết đừng cố gắng tìm kiếm vận may trong thời gian này vì bạn sẽ chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi quý nhân tí dần tiểu nhân mùi dậu màu sắc may mắn cam trắng số may mắn 6390. Sau đây sẽ là luận giải chi tiết từng ngày trong vận trình, mời quý vị cùng tham khảo. Tương phá hãm hại khiến tuổi kỳ hợi khá mệt mỏi trong công việc, đi xa công tác dễ gặp tai họa bất ngờ, buôn bán vắng khách, có kẻ ném đá giấu tay. Này bạn nên hạn chế ăn nói bừa bãi, không khai trương, không đi xa để bình an vô sự tuy nhiên tiền bạc vẫn khá ổn định nhờ thực thần chiếu cố con giáp này có thêm thu nhập từ nghề tay trái hoặc được người khác cho đồ ăn quà tặng ai có thân hình càng đầy đặn càng dễ có tiền nhất là những bạn làm trong ngành hàng ăn uống hoặc kinh doanh tự do đường gia đạo có dấu hiệu tiến triển nhờ kim thủy tương sinh hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng Gia đạo cần sự thấu hiểu của bạn nhiều hơn và hôm nay bạn đã làm được. Tiếp theo là ngày thứ hai. Thiên ấn nhập mệnh cho biết các bạn tuổi kỷ hợi là người khá thông minh và nhanh miệng trong công việc. Ngày này có lợi cho những bạn làm bác sĩ, kỹ thuật, nghề tự do. Tiếng nói của bạn trong công việc được nâng cao hơn, sự rụt rè trong ngày biến mất. Đường tài lộc thuận lợi hơn nhờ có tam hợp cục chiếu cố Cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều vì có nguồn thu nhập không ngừng tăng cao. Sự khéo léo trong việc ngoại giao, quản lý tiền bạc cũng tăng lên. Vì thế nên bạn không để một xu nào lọt ra ngoài. Tiếp theo là ngày thứ ba. Nhờ có chính tài nên tuổi kỷ hợi có thể phát huy tài năng và tập trung vào công việc. Bạn dễ dàng vượt qua thử thách và đón nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho tiền bạc của bản mệnh khá hành thông và thuận lợi. Lương thưởng công bằng được giao cho đúng người, bạn không cần phải thắc mắc nữa nhé. Nhưng ai dành tâm huyết cho công việc thì nay đều được đền đáp xứng đáng. Người có công thì trời không bao giờ phụ. Vận tình cảm không tốt vì gặp ngũ hành mộc kim tương khắc. Có điểm cãi nhau với bạn bè hoặc người thân vì bức xúc chuyện tiền bạc, đi lại, không kiềm chế được sự nóng nảy bạn cũng nên cẩn thận khi cho trẻ em ra ngoài chơi đừng cho trẻ đến gần sông nước tiếp theo là ngày thứ tư công việc của tuổi này xuống dốc vì nay tương xung giáng họa những rắc rối liên tục tìm đến khiến kỷ hợi không thể ngơi tay đầu bù tóc rối suốt cả ngày dạo gần đây có vẻ như bạn hay gặp tiểu nhân trong công việc cạnh tranh nhau từng chút một buôn bán khá vắng khách không nhận được sự ủng hộ từ người thân nhưng tiền bạc thì cứu vớt nhờ thiên tài chợ vận vì có nhiều việc cần tới tiền nên bạn cũng rất khéo trong việc cân đối thu chi tiết kiệm tiền những khoản đầu tư hiện tại có dấu hiệu tích cực đem lại nguồn lợi nhuận tốt cho kỳ hợi vận trình tình cảm không tốt như bạn vẫn nghĩ tiếp theo là ngày thứ năm ngày mới có chính ấn chiếu mệnh nên kỳ hợi rất thông thái nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên với bạn ở thời điểm hiện tại hạnh phúc nhất chính là có công việc ổn định có thời gian cho bản thân tuy nhiên vì quá an phận thủ thường nên con giáp này còn lười phấn đấu muốn thành công lớn cần sự dũng cảm hơn hiện tại con giáp này nhờ có lục hợp soi sáng nên cũng biết cách kiếm tiền lập kế hoạch chi tiêu dung tiền đẻ ra tiền mặc kệ người khác nói bạn là con giáp keo kiệt họ đâu ở trong hoàn cảnh của bạn mà họ hiểu đôi khi nếu không nhờ sự keo kiệt đó thì bạn đã ngập đầu trong nợ nần từ lâu rồi. Nhờ ngũ hành thổ sinh kim nên kỳ hợi đạt nhiều bước tiến mới trong tình cảm. Tiếp theo là ngày thứ sáu. Nhờ chính quan trợ vận nên kỳ hợi cực vượng trong đường công việc, đường công danh thi cử vô cùng sáng lạn. Những bạn đang chật vật tìm việc sẽ nhận được tín hiệu tốt. Một quý nhân lớn tuổi sẽ nâng đỡ tận tình giúp đỡ cho mọi kế hoạch của người tuổi này tiến triển hành thông tam hợp nâng đỡ dung kỳ hợi may mắn trong chuyện tiền bạc nếu ai muốn đòi nợ thì nên tranh thủ đòi hãy nhờ đến sự giúp của mạng xã hội hoặc người thân những ai mất mát đồ đạc hoặc thua lỗ trong chuyện làm ăn thì nay sẽ gỡ lại được ít nhiều đừng lo sợ gia đạo của bạn mệnh không được tốt vì hỏa kim bất dung vốn là con giáp nóng tính nên đôi khi bạn bị mất kiểm soát và nặng lời với con cái cuối cùng là ngày thứ bảy. Thiên quan cảnh báo kỳ hợi không được chủ quan trong công việc, tính hấp tấp của bạn sẽ đưa bạn đến sai sót nhầm lẫn. Vì thế bạn nên hãy cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Bạn cũng không nên nghe lời người ngoài trong các quyết định cá nhân kẻo hối hận về sau. Còn giáp này thu ít chi nhiều nên nguồn tài chính cá nhân ở thời điểm này khá bấp bênh. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy trông mà đã hết nửa năm giáp thìn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tham khảo tử vi của 3 tháng giữa năm 2024, xem vận trình quý tới của con giáp tuổi kỷ hợi có gì nổi bật, cần chú ý để thành công viên mãn và chúng lớn. Đầu tiên là tháng 5 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tháng này hợi vất vả phần nhiều, bạn phải buôn ba, lo âu vì đủ vấn đề trong cuộc sống khiến thân thể suy nhược, nguyệt lệnh lâm bệnh còn khiến con giáp này ăn ngủ không đều đặn, thường xuyên bị tiền đình, mệt mỏi do thiếu ngủ. Bạn thích được ở trong môi trường cô lập, không thích bị người khác hỏi han làm phiền quá nhiều. Con giáp này thích hợp để phát triển trong môi trường yên tĩnh nên nhu cầu không muốn giao lưu quá nhiều với những người xung quanh cũng là điều rất bình thường may mắn tử vi các tinh soi chiếu nên hợi vẫn có những thành tiệu nhất định trong công việc cũng như trong học tập mọi việc đều diễn ra một cách trọn vẹn và bạn cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã làm được không hiểu không biết vì sao từ tháng năm âm trở đi con người bạn dần ít quan tâm mấy chuyện tầm phào bên ngoài xã hội có biên cũng vẫn vui vẻ lạc quan không chìm trong cảm giác buồn giàu ủ rũ nữa Cuộc sống của hợi sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn không còn quan tâm tới những thị phi xung quanh và khinh thường ánh mắt phán xét của thiên hạ về cuộc sống của mình. Một, Tử vi sự nghiệp tuổi kỷ hợi tháng 5 năm 2024 Nhờ có cát tinh trợ lực nên công việc của tuổi kỷ hợi tháng này vô cùng tốt đẹp. Bạn có duyên lành gặp gỡ được những người có cùng tầm nhìn, cùng chí hướng, chung vốn góp sức làm ăn. Tháng năm thiên thời địa lợi, dẫu có đôi chút vất vả thì bạn vẫn sẵn sàng đương đầu và gặt hái thành công vì điều này mà cấp trên khá ngưỡng mộ bạn đang nhắm cho bạn một vị trí tốt người có tài chẳng cần nói nhiều chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang thể hiện hợi cứ âm thầm cố gắng nỗ lực từng ngày và không muốn khoe khoang cho thiên hạ thấy còn những kẻ chuyên ghen ăn tức ở thì mới hay khoe trước mặt bạn vì sợ thua kém bạn. Khoảng thời gian từ giữa tháng tới cuối tháng năm âm là thời kỳ đỉnh cao của đương số. Hợi hoàn toàn có thể tin vào vận may của bản thân. Nếu muốn làm việc lớn, hãy làm trong thời gian này. Đây cũng là tháng có lợi cho danh tiếng, quyền lực, chức vụ, kinh doanh của bạn. Nhiều người vẫn rụt rè, chưa dám hành động. Nhưng nhắc nhở bạn, nếu còn chần chừ ngày nào là đánh mất cơ hội ngày đó. Hai. Tử vi tài lộc tuổi kỷ hợi tháng 5 năm 2024. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi kỷ hợi âm lịch cho biết, mặt tài chính ổn định, hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu như bạn đầu tư làm ăn riêng cùng với bạn bè trong thời gian này. Tuy nhiên, đôi khi tinh thần của hợi không được ổn cho lắm, sức khỏe hơi kém nên sức kiếm tiền bị giảm sút so với tháng trước. Bạn cần bồi bổ cho bản thân nhiều hơn để có sức cày cuốc kiếm thêm tiền. Người làm kinh doanh có thể sẽ giàu nhưng cũng phải chú ý đến việc bị lừa lọc, không được tin ai quá đà, coi chừng bị chính những người thân quen qua mặt mà không hề hay biết. May mắn là công việc tay trái cũng thuận lợi nên bạn có khá nhiều khoản tiền để xoay sở trong lúc khó khăn, chỉ là chi tiêu còn chưa hợp lý nên phải sắp xếp lại càng sớm càng tốt, nhất là trong những ngày giữa tháng. Bạn sẽ đạt được những kết quả khả quan trong sự nghiệp của mình bạn nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong quá khứ của bạn. Đừng cho phép bất cứ ai qua mặt bạn trong chuyện tiền bạc vì họ không đủ đẳng cấp để làm điều đó. Tiền mồ hôi công sức bạn bỏ ra, đừng cho vay hay quyết định vội vàng. 3. Tử vi gia đạo tuổi kỷ hợi tháng 5 năm 2024 Các cặp đôi có xu hướng bỏ bê nhau vì bận rộn với sự nghiệp hoặc gia đình. Con giáp này và người ấy nên thường xuyên Hẹn hò lãng mạn để hâm nóng mối quan hệ của cả hai. Trong tháng nếu có các buổi gặp gỡ bạn bè ăn uống thì nữ mệnh tuổi Kỷ Hợi phải cẩn thận với lời nói của mình và đừng để tính cách bướng bỉnh của mình làm hỏng bầu không khí vui vẻ. Hãy nghĩ cho bản thân hoặc nửa kia một chút. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Kỷ Hợi tháng 5 năm 2024. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi âm lịch cho biết nguyệt lệnh lâm bệnh còn nói rằng bạn ốm đau liên miên ra vào bệnh viện phòng khám thường xuyên hơn trước tiền làm ra chủ yếu để nộp cho bác sĩ tâm trạng của bạn cũng trở nên bất ổn theo thăng trầm của vận mệnh bạn dễ cảm thấy lo lắng và nổi nóng hãy chú ý điều tiết cảm xúc và tránh căng thẳng quá mức nếu không về lâu dài sẽ gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn bạn dễ bị mất tập trung do thiếu ngủ suy nghĩ nhiều nên khi ra ngoài nên chú ý hơn đến các phương tiện xung quanh. Người lái xe nên cảnh giác và lái xe cẩn thận, đừng ẩu. Nhà có trẻ em nên để mắt tới trẻ nhiều hơn, cố gắng tránh các vật nhọn, sắc, nước nóng, xe cộ, sông nước. Khẩu quyết, tháo van hơn người, lúc nào cũng muốn nhanh xong việc. Quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, tị, tuất, màu sắc may mắn, nâu vàng số may mắn 45 78 tiếp theo cùng tìm hiểu về tháng 6 âm tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi âm lịch cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong tháng này sau khi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trong xôn khoảng thời gian qua giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì bản thân luôn mong đợi tam hợp xuất hiện sự nghiệp của hợi không ngừng khởi sắc bằng canh đưa ra những ý tưởng sáng tạo sự tín nhiệm vốn có dung tuổi này chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với đối tác hoặc cấp trên thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp tuy nhiên bạn vẫn sẽ cần thận trọng kẻo bị tiểu nhân giòm ngó ghen tị với những gì bạn đạt được tài lộc của con giáp này cũng khá sáng trong tháng 6 âm lịch các lĩnh vực làm ăn buôn bán có bước tiến triển khá tốt bạn tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu nhờ vào những mối khách hàng thân quen vận quý nhân cũng giúp bạn được chỉ dẫn tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng chuyện tình cảm của người tuổi hợi các gia đình nên trân trọng hạnh phúc hiện tại chớ nên có tâm lý đứng núi này trông núi nọ sức khỏe của tuổi kỳ hợi không có gì đáng lo có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa nhưng không nghiêm trọng đi lại điều khiển phương tiện giao thông cũng nên lưu ý để tránh tai nạn, thương tật do bất cẩn. 1. Tử vi sự nghiệp Xem tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi kỷ hợi đón không ít tin vui về sự nghiệp trong tháng mới. Bỏ lại những biến động trong tháng trước, ở thời điểm này bạn sẽ có cơ hội được khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ Do đó con giáp này làm gì cũng có kết quả rõ ràng, con đường thăng tiến vô cùng rộng mở. Có thể nói giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì bản thân luôn mong đợi. Được tam hợp cục nâng đỡ, các kế hoạch diễn ra trôi chảy, sự tự tin giúp bạn thêm chủ động và sông sáo hơn trong mọi việc, sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, không quản ngại khó khăn miễn là hoàn thành được mục tiêu và đảm bảo chất lượng công việc. Chính quan còn cho thấy bằng cách đưa ra những ý tưởng sáng tạo, con giáp này được mọi người càng thêm tín nhiệm. Điều đó giúp bạn gây ấn tượng tốt với đối tác hoặc cấp trên, thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ. Phần lớn là nhờ công sức của chính bạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên tuổi kỷ hợi vẫn sẽ cần thận trọng nếu bị tiểu nhân giòm ngó ghen tị với những gì bạn đạt được, Bạch Hổ Hung Tinh cảnh báo, công việc của bạn đang tiến trên đà thuận lợi, vì vậy bạn có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét, đối phương tung ra những chiêu trò thị phi, hòng phá bĩnh những kế hoạch của bạn. Để bảo vệ bản thân, tốt nhân làm gì cũng phải khiêm tốn, thận trọng, tránh tỏ thái độ ngạo mạn mà gặp rắc rối. Thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách. Đây là hai mặt của một vấn đề mà bạn tất nhiên phải đối diện. Tử vi tài lập tuổi kỷ hợi trong tháng 6 năm 2024 âm lịch cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tranh thủ kiếm tiền bù đắp cho những tổn thất từ trước đó. Nhờ tam hợp hỗ trợ, các lĩnh vực làm ăn buôn bán có bước tiến triển khá tốt. Hợp tác tốt đẹp sẽ tạo ra lợi nhuận dồi dào. Bạn cũng tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu nhờ vào những mối khách hàng thân quen. Vận quý nhân cũng giúp bạn được chỉ dẫn, tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Nhìn chung thời điểm này, cơ hội tài lộc đến với hợi khá nhiều. Hãy chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh hoặc để rơi vào tay người khác. Ở vào thời điểm vận khí đang lên, con giáp này nên tập trung làm ăn theo đường chính ngạch, tuân thủ luật pháp thì ăn sẽ gặp may, còn nếu làm ăn sai trái thì có thể vướng họa vào thân. Đừng quên tháng này có bạch hổ hung tinh rình rập, hung vận có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu bạn có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang lối tắt, bất chấp tất cả để kiếm tiền. Bên cạnh đó bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể thông qua những hoạt động đó bạn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình và cũng là tích phúc đức cho bản thân. 3. Tử vi gia đạo Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi kỷ hợi hoàn toàn có thể yên tâm với chuyện tình cảm của mình ở thời điểm này. 4. Tử vi sức khỏe Sức khỏe của tuổi kỷ hợi vốn không có gì đáng lo trong tháng mới. Có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa nhưng mức độ không quá nghiêm trọng, đường tam hợp che chở, cộng thêm ý thức chủ động tự bảo vệ sức khỏe Thể trạng của bạn sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do hung tình Bạch Hổ xuất hiện, bạn vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông. Nếu có phải đi xa, thay đổi môi trường sống, bạn nên chủ động mang theo thuốc men thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Khẩu quyết: Có cơ hội khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ. Quý nhân thìn, mão, tiểu nhân, tỵ, tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng. Và cuối cùng là tháng 7 âm lịch, vận trình con giáp có gì đặc biệt? Hãy cùng phong thủy phát tài, tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi kỳ hợi âm lịch, thực thần ghé thăm, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong làm ăn cho con giáp tuổi hợi. Nhờ thế mà nhiều người ký được hợp đồng lớn, nhất là những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, truyền thông. Thế nhưng thiên cầu hung tinh dự báo có họa thị phi ghé thăm khiến con giáp tuổi kỷ hợi có chút lao đao. Có những người không thừa nhận thành công mà bạn có, thậm chí họ còn thêu dệt những câu chuyện đáng sợ về bạn. Họ cho rằng bạn có được hiện tại là do làm điều xấu ác mà ra. Sức khỏe giảm sút một phần vì bản mệnh lo nghĩ quá nhiều với những rắc rối đang xảy ra trong cuộc sống của mình tại thời điểm hiện tại, hãy giữ cho mình sự bình tâm với mọi sóng gió, với những việc mình không làm thì đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ đối diện. Thực ra nhìn đi nhìn lại, bạn cũng còn may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình, vì thế đừng tiêu cực quá nhé. Ngũ hành tương sinh, tôn cho các mối quan hệ gần gũi với bạn, ví dụ như bạn có người thương chăm sóc và thấu hiểu. Bên cạnh đó khi sóng gió xảy ra họ vẫn ở bên để bảo vệ che chở cho bạn. Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực này để nhận ra rằng ai mới là người thực sự tốt với ta. một Tử vi sự nghiệp Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch trước khi đạt được kết quả như ý con giáp tuổi kỷ hợi cũng phải đối mặt với một chút trở ngại nhưng hoàn cảnh dù có thế nào cũng không quan trọng bằng cách bạn đối mặt với đó, do đó hãy bình tĩnh. Người làm công ăn lương có thể phải đối đầu với những thay đổi khi bạn cố thoát ra khỏi vùng an toàn hiện tại. Đó là lúc bạn thể hiện năng lực của mình với cấp trên. Một số đồng nghiệp có thể không thích cách bạn thể hiện. Nếu trong vai trò lãnh đạo, tuổi kỳ hợi nên dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu đồng nghiệp cũng như cấp dưới của mình để đưa ra cách quản lý tối ưu nhất. Tương Hải nhắc nhở cho tuổi kỳ hợi nhớ rằng việc gì của mình thì hãy cứ tập trung, đừng quan tâm tới lời ong tiếng ve ngoài kia. Nếu cứ phải tập trung chú ý vào người khác, khiến bạn kiệt sức, việc này không đáng một chút nào. 2. Tử vi tài lộc Tử vi tài lộc của tuổi kỳ hợi trong tháng 7 năm 2024 âm lịch cho thấy tiền bạc đang về khá nhiều, đó như là cách trả lời cho những nỗ lực của bạn trong thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ vừa qua tháng này lục bạch bay về phương đông bắc dự báo tuổi kỷ hợi dễ có cơ hội phát tài nhỏ nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại bản mệnh cũng đừng muộn phiền về những gì đang xảy ra rồi dùng tiền mua sắm để thỏa mãn cảm xúc bù đắp cho khoảng trống trong lòng mình thế nhưng bạn làm việc không hẳn là vì tiền bạn chăm chỉ để có được cảm giác thoải mái hài lòng khi theo đuổi đam mê của mình đối với bạn bận mà còn vui còn hơn là nhàn rỗi mà thấy bản thân vô dụng. Vậy nên khi công việc kết thúc, bạn cảm thấy buồn vì chưa có mục tiêu mới. Trong khi đó lại nghe thêm những thông tin xì xào xung quanh, số tiền mà bạn kiếm được. Hơn nữa lúc này bạn có tiền cũng là lúc nhiều kẻ xấu tìm tới để vay mượn. Do đó bạn cũng cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng. 3. Tử vi gia đạo Xét về phương diện gia đạo trong tháng 7 âm lịch này, con giam tuổi kỷ hợi đang được đặt ra trong điều kiện thuận lợi, nhưng bản mệnh không đủ tỉnh táo nhận ra. Có những người xa lạ ghét và thù địch với bạn, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc những người thân cận luôn tin yêu bạn hết lòng. Nguyệt lệnh bệnh khiến đầu óc của bạn không thực sự sáng suốt, thế nên bạn không tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến vấn đề tình cảm, giận hờn khi có điều gì đó không được thỏa mãn mong muốn của mình. Thế nhưng bạn không nhìn thấy được mặt tích cực là người ấy rất ủng hộ, hỗ trợ bạn những việc nhỏ nhỏ. Hãy trân trọng đối phương nếu không một ngày nào đó khi họ không còn bên bạn nữa, bạn sẽ hối hận vì đã không yêu thương họ một cách trọn vẹn nhất. 4. Tử vi sức khỏe Thiên nguyệt hung tinh xuất hiện gây ra những phiền muộn không đáng có trong cuộc sống của con giáp tuổi kỷ hợi thời gian này có quá nhiều stress sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh trong tháng này nhất là những ai đang chữa bệnh do đó bạn nên hiểu rõ tình hình sức khỏe để tìm cách bỏ bớt các áp lực trong cuộc sống của mình bạn nhớ rằng chỉ cần có sức khỏe thôi là bạn có thể thực hiện đam mê của mình còn ngược lại nếu cứ tình hình hiện tại còn tiếp diễn thì không đủ giúp bạn tỉnh táo trong các quyết định quan trọng nếu cần hãy cho mình một không gian riêng tư để trò chuyện và thấu hiểu chính mình. Hãy cho chính bạn thời gian để lắng nghe những tiếng lòng của bản thân. Thời điểm này chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất, tăng cường sức khỏe và có thể giải tỏa bạn khỏi những căng thẳng trong cuộc sống. Đó là cơ hội để bạn được hòa mình với thiên nhiên, không còn phải ở mãi trong phòng kín để làm việc. Khẩu quyết, có cơ hội khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ. Quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, tỵ, tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Quý vị thân mến, video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Chúng tôi luôn có mặt ở đây, đồng hành bên cạnh quý vị, chữa lành những tổn thương và vạch